Xin chào anh chị và các bạn nhé, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của HSG và mình là Châu Phạm. À, hôm qua thì bài video có bị uh, lỗi âm thanh, do vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại uh, một lần nữa những vận động của thị trường ở trong phiên dịch ngày hôm nay, cũng như là tổng kết lại những gì diễn biến trong tuần này. Lần đầu tiên thì mình cũng xin chúc tất cả anh chị và các bạn một uh, năm mới một uh, những cái phiên giao dịch của đầu năm 2023. Uh, một năm thật sự là bình an, thật sự là mạnh khỏe và chúng ta sẽ cùng uh, giao dịch thật sự thuận lợi thành công trong những thời điểm tiếp theo của thị trường. Uh, với mình thì uh, nếu mà gọi là giai đoạn khó khăn thì uh, nếu mà uh, chúng ta so sánh lại trong năm của 2022 thì uh, những cái gì mà khó khăn nhất ấy mình nghĩ là nó qua rồi. Uh, bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện về khó khăn nhì thôi không phải là khó khăn nhất mà khó khăn nhì lý do khó khăn nhì là vì nếu mà chúng ta nhìn lại vận động của chỉ số đi thì uh, cái khó khăn ấy, là khi mà chúng ta đang ở trong một cái trạng thái rất là ổn định rất là tốt rất là thuận lợi và chúng ta bị đặt vào một cái trạng thái uh, kém thuận lợi ngay ngay sau đó thì đây là những cái nỗi khó khăn mà mình cho là rằng là lớn nhất. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta đã, đã trải qua cái trạng thái mà kém thuận lợi rồi và bây giờ chúng ta nói về câu chuyện là sẽ phục hồi trở lại thì đó là khó khăn gì? Tức là bây giờ chúng ta sẽ từ cái mức thấp mà đi lên chứ không phải là chúng ta từ cái mức trên cao và đi xuống. Thì đó là cái điều mà chúng ta thể nhận được ở trong uh, việc giao dịch và thị trường chứng khoán trong một thời gian dài. Nhìn về dài hạn thì thị trường luôn tăng mà. Do vậy thì đầu tiên thì quan điểm của mình cũng không phải là quá tiêu cực đâu. À, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại là vận động của chỉ số ở trong giai đoạn của năm 2023. Mặc dù có khó khăn nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp trạng thái tiêu cực. À, điều này thể hiện khá là rõ khi mà chỉ số mà đang nắm vai trò chủ đạo với thị trường không phải là chỉ số của SPX mà là chỉ số của Trung Quốc. À, phía thị trường Trung Quốc thì vận động mình đánh giá là là cực kỳ cực kỳ mạnh và có cơ sở Uh, đây đó là cái chỉ số mà nhìn chung đấy chúng ta có thể thấy là tích lũy một cái thẹn đà giảm nó dài nó kéo dài từ không phải là năm 2022 như của thị trường chúng ta mà đã kéo từ năm 2021 rồi bây giờ thì nó về lại trạng thái tiêu cực và bây giờ là phục hồi đây là có thể một cái tình huống cho thấy là thị trường thật ra ấy, với phía góc độ của chỉ số Trung Quốc thì có vẻ như là cái trạng thái nó đang đang tích cực hơn mình sẽ dùng cái đồ thị là fidelity market cycle à, thì fidelity, fidelity market cycle thì nó cũng thể hiện ra cái bức tranh của thị trường chứng khoán à, đặc biệt là phía thị trường trung quốc rất là rõ đó là nếu như các thị trường khác ấy, thì bây giờ bắt đầu lao vào suy thoái lao vào những câu chuyện là trễ pha thì thị trường trung quốc là đã xong rồi bây giờ đã bắt đầu là phục hồi trở lại À, thì đây là một cái điểm nhấn mà mình đánh giá là cũng chúng ta cần phải sức lưu ý Mà chúng ta nhận định thị trường ở trong giai đoạn này Rõ ràng là phía chỉ số dẫn dắt thì họ xấu à, Kỳ vọng là cũng chưa có gì tích cực nhiều Nhưng mà với, với cái góc độ của chỉ số Trung Quốc thì lại tăng Hay là với thị trường như của chỉ số Hang Seng đi Anh chị cũng thấy là biến động Hang Seng à, tiếp tục tăng một cái gọi là tăng khá là bứt phá Và cái nhịp tăng thì nó tậm thậm chí là nó hướng lại lên cái vùng của tháng 5 tháng 6 tức là chúng ta đang tua lại trong giai đoạn này à, đầu năm của 2023 từ giai đoạn cuối năm 2022 đến năm 2023 thì vận động của chỉ số thật sự là là đáng đáng ghi nhận và đây là một trong những cái tình huống mình cho rằng là à, vận động thị trường đang rất tốt. Còn à, ngoài ra thì chúng ta cũng phải nhìn qua vận động của chỉ số là như ví dụ như của chỉ số USDX. Đó, à, với cái vận động của USDX thì giai đoạn này không phải là giai đoạn nói về cái cái xu hướng bởi vì là USDX cũng không có xu hướng và cái chính sách quản lý uh, điều tiết của thị trường của Fed thì cũng chúng ta cũng đã biết rõ là sẽ họ sẽ cũng có nâng lãi suất nhưng mà mức độ nâng, tốc độ nâng nó sẽ hạn chế lại, nó sẽ thấp dần đi. Thì đây là một cái tín hiệu mà đáng ghi nhận nhưng điều đó không có nghĩa là nó tạo cho cái đồng đô một cái xu hướng xuống. Mình thì mình rất là là kỳ vọng là đồng đô nó sẽ hướng xuống ở góc độ thấp hơn bởi vì khi mà đồng đô mà hướng xuống ấy thì những cái thị trường chứng khoán hay những cái tài sản đầu tư rủi ro nó mới có thể tốt lên được còn nếu không thì nó vẫn chưa ổn còn uh, nhìn về cái góc độ thị trường của ngày hôm nay chỉ số của vn30 hay là vn30 em mà chỉ số của vn index thì chúng ta nhìn qua một tí về vận động của vn30 chẳng hạn anh chị sẽ thấy là vn30 ấy, à, hay là vn index có một cái điều mà mình muốn nhấn mạnh trong phiên dịch ngày hôm nay đó là một cái đường đường chỉ báo cái đường xác nhận, xác nhận cái xu hướng giá thì uh, đến thời điểm này nếu mà chúng ta kể một cách thật sự là chuẩn xác ấy, thì giá đang 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 chuẩn bị chạm vào cái vùng à, cảng xu hướng cực kỳ quan trọng nếu mà trường hợp mà giá vượt được cái đường cảng xu hướng này thì mọi yếu tố nó sẽ ghi nhận và đây sẽ là cái điểm nhấn tích cực cho thị trường thì nhìn vào cái góc độ mà kỳ vọng đẹp cho giá có thể tăng lên được ấy, thì mình nghĩ là nó cần phải đến từ những cái yếu tố về điều tiết, về vĩ mô, về vi mô chứ không hẳn là mỗi chỉ số này là tăng. thì đến thời điểm này gọi là cái động lượng, cái động lực mà cho giá tăng thì nó chưa có. cho với chỉ số vn30 thì uh, có vẻ như nó tích cực hơn nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải đặc biệt là phiên giao dịch ngày mai, phiên giao dịch ngày thứ sáu là cái thời điểm mà chúng ta sẽ có thể biết rõ là liệu là cái xu hướng tăng này nó thật sự nó có hay không hay là nó đơn giản chỉ là một số cái cái điểm nhấn cho thị trường thôi thì với mình thì mình cho rằng là uh, mặc dù ấy, là một số tín hiệu về nhịp tăng của chỉ số về giá về thanh khoản nó đang có sự ủng hộ, một đây là một đáy này, đây một đáy thứ hai ở uh, thanh khoản ủng hộ nó tăng kéo lên, thì đây là cái điểm nhấn chắc chắn rồi nhưng mà thật sự là cho giá tốt hay không thì có thể là chúng ta sẽ cần phải cần nhắc thêm cần phải quan sát thêm thị trường tăng luôn là điều tốt nhưng mà điều này không nghĩ là chúng ta cảm thấy là là cần phải uh, giao dịch một cách là 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 chọn cái rủi ro cao mà lúc này là lúc mà chúng ta nên 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 thận trọng cái lý do thận trọng ngoài cái việc là phân tích và chỉ số khi mà giá bắt đầu chạm đến cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng cảnh báo quan trọng ở đây thì nó còn đến từ một yếu tố khác đó là cái uh, cái chỉ báo về hệ thống xu hướng nữa để nó chỉ báo xu hướng của thị trường nói chung ấy. thì anh chị cũng có thể thấy là ví dụ như là cái số đầu, xác đầu tư ngắn hạn đi thì nó cũng đang ở trong một tình huống khá là là cần phải có sự lựa chọn không hấp dẫn như giai đoạn của tháng 11. Cũng không quá tiêu cực như giai đoạn của tháng 12, nó lại đi ngang. Và trong một tình huống mà giá đi ngang khi mà dòng tiền lên uh, mua lên có chọn lọc thì nó sẽ cần phải có sự uh, chọn lọc của một số yếu tố nhất định. Và đây là cái điểm mà mình đánh giá là chúng ta cần phải lưu ý đó. Thứ hai là về đà tăng theo lan tỏa thêm vốn hóa về mấy 10 thì nó cũng có một cái trạng thái cho thấy là chúng ta đang ở trong cái cái giai đoạn mà dư địa tăng không còn nhiều. Mà khi mà dư địa tăng không còn nhiều thì thời điểm này mình nghĩ là với một số anh chị mà đã có vị thế giao dịch ấy, chúng ta bắt đầu để cái ok nếu mà trường hợp mà chốt được, chúng ta có thể hạ thị trọng. Với thị trọng chờ mua và chờ bán theo vốn hóa toàn thị trường thì nó cũng có một cái điểm nhấn đó là hiện tại là cái dòng tiền đang cảm thấy khá hưng phấn và họ tìm cách mua lên. Đó, à, trong khi cái cái nhịp của thị trường lần này là nên là nhịp bán ra. À, nói nó cái khác là hiện tại cái rủi ro mình đánh giá là cao đấy để mà chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn. À, ngay cả cái vị thế mà mình hôm nay thì cũng có có khuyến nghị là mua long. À, trong cái tình huống là giá tăng của chỉ số VN30F1M thì mình cũng có vị thế là canh long. Cách mua lên thực ra là cũng có tín hiệu đã mua Nhưng mà anh chị đấy thấy là cái long này Nó không được ủng hộ bởi thanh khoản Đó. Do vậy thì cái cái việc Mà kỳ vọng cho giá tăng nữa ấy, Thì nó đang ở trong cái tình huống mà Chúng ta cần phải uh, cẩn trọng Mặc dù nhé, gọi là sọt thì mình không sọt đâu Bởi vì là cái giai đoạn này là giai đoạn giá đang tăng Thì chúng ta không có lý do gì chúng ta sọt cả uh, Nhưng mà để mà trường hợp Mà chúng ta cân nhắc để một cái vị thế mua lên thật sự ấy, Thì nó phải test lại Chính xác ở cái vùng giá 1070 thì trong cái vùng 0,70 này khả năng ngày mai chạm Chạm nhưng có điều là chúng ta chạm xong chúng ta làm gì thôi Đó là với VN51M Thì quay lại về góc độ của chỉ báo xu hướng Thì một số các chỉ báo cũng Các chỉ báo nói chung cũng đã có, có, có dấu hiệu thấm mệt à, Ví dụ như chỉ báo ngân hàng đi Thì hôm qua thì review ở góc trên này Bây giờ nó về lại cái khu vực ở phía dưới này Thứ hai là về chỉ báo của VN30 nói chung Thì nhóm, nhóm cổ phiếu trụ chúng ta có thấy sự đổi đổi ngôi của VCB uh, VCB tăng nhưng mà SLG giảm và trong đó là đan sen giữa Vinamilk và Masan vậy chúng ta sẽ cùng xem các trụ lớn này nhé đầu tiên là chúng ta xem về trụ của uh, VCB thì trụ VCB tăng mà VCB đang đang tốt uh, ngay cả với cái cổ phiếu như là hôm nay cái cổ phiếu ngân hàng tăng rất là ổn ví dụ là STB cũng tăng rất đẹp hay là với uh, STB là kéo lại luôn là cái vùng của giá thời điểm mà gọi là đỉnh của STB giá 2 25.7 25.8. Ở chúng ta vẫn còn một số mã khác như là mã Vinamilk. Vinamilk tăng cũng rất đẹp. Vinamilk là mã cổ phiếu mà mình luôn ủng hộ trong thời gian này. À, hay là cổ của BID chẳng hạn. BID cũng 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 nên là một cổ mà chúng ta có thể quan sát thêm mặc dù BID ấy, khả năng mà, mà đang gọi là điều chỉnh tích lũy tại vùng giá 42 rất là rõ ràng khi mà thị trường tốt thì BID lại có xu hướng không tốt lắm. Cuối cùng là Masan thì cũng đang nhịp phục hồi. Nói chung là giai đoạn này mà dòng tiền tìm đến ấy, thì họ sẽ tìm đến những cổ phiếu như là điện nước xăng dầu khí đốt này. À, đó. Đó lý do tại sao mà một số cổ phiếu mà BVD hay là cổ phiếu BLX à, đều tăng khá là đẹp trong giai đoạn gần đây. Thì Đây là một cái điểm nhấn cho thị trường trong thời gian sắp đến. À, do vậy thì quan điểm chung đến thời điểm này mình cho rằng là chúng ta sẽ có thể à, mở kỳ vọng mở những vị thế mua lên. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải có sự chọn lọc giữa các nhóm ngành. À, không phải nhóm ngành nào chúng ta cũng thể giao dịch được. Và với mình, mình cho rằng là thời điểm này dòng tiền nó sẽ tập trung một số nhóm duy nhất. Và đặc à, điều khá hay là nhóm trụ hiện tại là đang có một điểm nhấn rất khá là tốt và chúng ta có thể à, tập trung tiếp vào nhóm cổ phiếu như thế này. Ok cảm ơn chị các bạn đã dành thời gian theo dõi nhé và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video của ngày mai. Xin chào và tạm biệt ạ.